Hi các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì tiếp nối cái chung cư TK đó, cái story đó, thì khi mà Tân up những cái câu chuyện của Tân lên thì Tân cũng nói các bạn rồi. Có nhiều người họ gửi cho Tân những câu chuyện của họ, thì trong số đó có cái chú này. Thì chú này lúc đầu Tân tưởng là chú chửi Tân, nhưng mà khi đọc kỹ đó thì chú nói là chú là một trong những cái người đã mua một căn hộ trong đó. Và cái lý do tại sao mà chú bán và chú bỏ chú đi để cho Tân biết, và chú khẳng định những cái câu chuyện Tân kể đó thì là sự thật. Ở trong đó có nhiều cái nó ghê rợn. Thì đầu tiên đó, chú mua cái chung cư này là một phần là để ở, chứ không phải là mua để kinh doanh hay là bất cứ gì hết. Nhưng mà vào thời điểm đó, cái chung cư TK này nó mở ra, nó có nhiều điều thiếu sót mà bây giờ những cái chung cư hiện tại bây giờ nó đã khắc phục được cái điều đó. Thì nó thiếu sót cái gì? Nó là chung cư cao cấp nhưng mà nó xây ra là để cho người ta vô đó ở. Nhưng mà chung cư bây giờ đó thì người ta có phân ra nhiều cái thể loại. Thí dụ như là từ tầng 1 đến tầng 4 thì người ta bán với cái giá rẻ, nó để kinh doanh văn phòng cũng để ở được, nhưng mà hai người với một đứa con á, một gia đình hai người một đứa con thì rất là chật chội, nó để bạn xây lên một cái văn phòng để mà kinh doanh buôn bán. Thí dụ như từ tầng 5 lên tầng 6 hay là từ tầng 5 lên tầng 8 hay gì đó thì nó là cái những căn hộ bình thường dành cho người có mức thu nhập trung bình mà vẫn có thể mua được nhà ở đó. Còn những tầng cao trên là những căn penthouse để mà cho người ta vào đó, không gian rộng rãi, những gia đình có tiền. Thì thời điểm đó cái chung cư TK này nó không có cái loại hình đó. Loại hình đó bây giờ rất là phổ biến, nhưng mà thời đó nó không phổ biến loại hình đó. Khi mà xây một cái chung cư cao cấp lên thì nó lại mở bán cho tất cả những người là thuộc về nhà ở. Nhưng mà những người mua ở đây đa số là người Việt. Ngoài ra còn có những người Hồng Kông, Đài Loan hay là Singapore hay là Hàn Quốc, họ cũng có đầu tư vào trong này. Nhưng mà họ đã sống với những căn chung cư có cái loại hình văn phòng như vậy từ rất là lâu rồi. Tại vì mình phát triển thua so với người ta rất là nhiều năm. Đến tận bây giờ, khoảng trong vòng 5 năm đổ lại đây thì mới có những cái tòa chung cư họ phân định ra tầng nào, khu nào là nơi dành cho văn phòng, khu nào dành cho hộ gia đình ở. Còn trước đây cái tòa chung cư TK nó xây lên là tòa đầu tiên, nó không có nghĩ đến chuyện đó, cho nên nó gây ra một cái chuyện tranh chấp. Đó là những người nào mà họ làm ăn, mà họ mua cái nơi đó để mà làm văn phòng, hoặc là họ cho thuê lại để người ta làm văn phòng, là cái trụ sở để mà người ta bỏ những hàng hóa người ta, thì lại bị ảnh hưởng những người ta vô mua để mà người ta ở. Cái người ở, người ta không muốn ở kế bên một cái nhà kho, hay là người ta không muốn ở kế bên một cái xưởng xí nghiệp mà người ta đang làm ồn ào mỗi ngày. Người ta vô ở để người ta được yên tĩnh, được chung cư cao cấp mà, được phục vụ. Nhưng mà bây giờ cái loại hình đó lại xảy ra ở trong chung cư đó, cho nên là người ta khó chịu. Thì lúc này cái ban quản lý nó mới thay đổi, là nó cho những người nào mà mua nhà ở thì là từ tầng 5 trở lên, từ tầng 1 đến tầng 4 là ưu tiên cho những người nào mua nhà để mà kinh doanh văn phòng. Thì những người nào mà họ đã mua nhà từ tầng 1 đến tầng 4 để ở đó thì họ khó chịu lắm, vì họ phải dọn đi qua những cái tầng khác mà họ không thích. Tại có những người, người ta mua cho cha mẹ người ta già cả, người ta muốn ở tầng 1, tầng 2 để người ta đi bộ cho dễ, hoặc là có kẹt thang máy hay gì đó thì người ta cũng đi bộ cho dễ. Đằng này tự nhiên bắt người ta từ tầng 1, tầng 2 lên tầng 5, tầng 6, tầng 6, tầng 7 thì người ta rất là khó chịu. Nhưng mà bây giờ lỡ buôn bán với nhau rồi thì phải chịu, chứ bây giờ đòi lại cũng không được. Đó, còn không phải chịu cái cảnh mà sống chung với những người mà họ làm văn phòng. Thì trước cái tình hình đó thì cái chú kể câu chuyện cho mình á, thì chú dọn lên tầng 7. Thì theo lời chú nói, cái tầng 7 của chú là nơi đông nhất, mặc dù là vẫn còn lưa thưa, nhiều nhà chưa ở, nhưng mà ít nhất phải có 5 hộ ở tầng 7. Ở dưới tầng 6 á, thì lác đác tầm 1-2 hộ.
ở trên tầng 8 thì cũng có 1-2 hộ, nhưng mà riêng cái tầng 7 của chú á, là nó thuận tiện hay sao đó mà nó có 5 hộ, nhưng mà đa số những nhà còn lại thì không ai ở. Thì chú có cái sự cãi nhau với một cái ông làm văn phòng, là cái văn phòng ổng là kế bên cái nhà cũ của chú ở tầng 3. Ổng làm về kim hoàng, là ổng làm về nhẫn rồi dây chuyền trong đó đó. Thì có sự cãi nhau và sự ồn ào thì chú phải lên trên tầng 7. Thì nói chung lên trên đó rồi mà ngày nào lên xuống cũng chạm mặt. Ở ngay sảnh đó, thì chú rất là khó chịu. Thì vào thời điểm đó là như vậy đối với gia đình của chú và cũng như nhiều hộ khác ở xung quanh đó. Thì bạn biết á, những cái người buôn bán thì họ cũng không muốn cái sự bực bội, cái sự khó chịu của cư dân người ta vô đây để ở. Tại vì cái người ở sẽ được ưu tiên hơn là cái người mà vô thuê để làm văn phòng. Cho nên là những người văn phòng họ cũng biết điều. Thí dụ như họ khai trương thì họ cũng đem lên những tầng trên, tầng 6, tầng 7, tầng 8 gì đó, là những cái phần, những bịch chè, những cái phần heo quay này kia họ cũng để mà họ lấy lòng. Coi như là thì tôi làm ăn mà, thì tôi cũng không có biết, cái này là lỗi của bên quản lý, không có cố tình ảnh hưởng đến gia đình của các cô chú anh chị, thì đem một số lọc thì gửi. Thì có một số nhà ta lấy, một số người ta hơi cứng đầu thì ta không lấy. Thì chú là một trong những người cứng đầu, chú không thèm lấy. Và đặc biệt chú rất ghét là cái ngày hôm đó là cái thằng cha kia thợ kim hoàng đó, là chả có mang lên để tặng nhà chú. Nhưng mà chú nói thẳng luôn là tôi không thích và tôi không lấy, đem xuống. Thì cái ông kim hoàng đó, ông đi xuống lại, ông làm vàng đó, ông đi xuống lại. Thì mọi chuyện bắt đầu khó chịu lắm. Rồi chú theo chú nghĩ á, một cái nơi ở mà mới dọn vô ở mà đã đầy chuyện như vậy á, thì không thể nào mà sống lâu ở đây được. Thì khi mà chú chỉ nghĩ là vấn đề về phần con người thôi. Thì đêm hôm đó có một sự việc xảy ra. Cái đêm đó là cái đêm mà gia đình của chú có hữu sự đó, là một cái nhà khác của dòng dõi bà con của chú đó, thì có tang sự. Thì chú qua đó chú phụ giúp. Thì nhậu nhẹt sau đó thì phải 12 giờ đêm chú mới về được cái nhà chung cư cao cấp TK này. Thì chú mới lên trên lầu 7 là nơi mà chú ở đó. Thì chú luôn luôn mang theo cái đèn pin. Là vì thời điểm đó Tân mới kể các bạn là chung cư nó tắt đèn hành lang các bạn. Đây là một sai lầm rất là lớn. Hay là do một thế lực gì đó mà tự nhiên hành lang lại tắt đèn. Cho nên là chú nói là không phải riêng chú mà nhiều người về sau 5 giờ người ta đều mang theo đèn pin. Thì người ta sợ rằng là đèn nó tắt thì là không có thể nào mà nhìn được cái ổ khóa gì. Chú lớn tuổi rồi, chú phải nhìn ổ khóa, chú mới tra ổ khóa vô mở cửa nhà mình được. Thì đây là một điều mất bình thường các bạn. Tự nhiên buổi sáng mở đèn, trong khi buổi chiều tối cái cần đèn thì không mở. Kỳ vậy đó. Thì chú mới ở cái nhà chú á, là sát hành lang bên phải. Tân diễn tả cho các bạn dễ hiểu, là sát hành lang bên phải đi, đó là gần cuối hành lang bên phải. Thì trong lúc chú đang tra vô chú mở đó, thì cái đèn pin của chú kẹp ở ngay cái cùi chỏ, kẹp ngay cái cẳng tay nè. Thì chú tra chú mở thì cái ánh sáng nó chiếu về cuối hành lang của bên trái. Thì chú vô tình chú vừa mở cửa thì chú phải nhìn về hành lang bên trái. Thì chú thấy có một người phụ nữ đang nấu cái nồi gì đó ở cuối hành lang, mà làm cho chú giật mình. Tại vì 12 giờ đêm rồi, chú giật mình, chú mới la lên là giờ này mà nấu cái gì vậy, bất lịch sự. Thì chú mới bỏ vô trong nhà chú, chú đóng cửa lại rồi chú đi ngủ. Chú không có quan tâm cái chuyện bà đã nấu cái gì, chú chỉ thấy vô tình chú thấy thôi, có một người phụ nữ nấu ở dưới hành lang bên đó. Sáng hôm sau đó, chú tỉnh dậy chú kể cái chuyện đó cho vợ của chú nghe. Thì vợ chú nói rằng là thôi kệ người ta đi, sao mà chung cư này có nhiều chuyện kỳ cục vậy, con người sống mà sao không lịch sự. Thì chú mới đi xuống, chú báo lại ban bảo vệ, ban quản lý là hôm qua có một cái người phụ nữ như vậy đó. Thì những người bảo vệ quản lý mới nói là hôm qua có đi tuần nhưng mà không có thấy người nào giống như vậy. Thì chú càng ấm ức hơn. Chú lại đi qua đám tang của gia đình. Thì hôm sau chú lại phải đi qua đó nữa để tiếp khách mà. Thì qua bên đó chú tức lắm. Chú mới kể cho một người em của chú bên đó nghe rằng là
tao không hiểu sao á, giống như tụi nó hả, không có quan tâm đến cái đời sống của người cư dân ở đây. Tự nhiên nửa đêm đem cái nồi ra nấu ngay giữa cuối dãy hành lang, mà mình sáng mình nói mà nó đi tuần nó không thấy, tại chú đang bực mà chú này rất là khó tính. Ngay cả cái việc kể chuyện cho Tân mà chú cũng đã rất là khó tính, chú kêu là kể không sai chi tiết nào mới được. Tân cố gắng, Tân hứa chứ Tân không biết mình có sai không, lỡ sai chú chửi, mà Tân sẽ cố gắng Tân kể. Thì đó là sự việc đầu tiên mà chú thấy nó kỳ, nhưng mà chú không nghĩ đó là ma, chú không có nghĩ. Thì hôm sau đó, hôm sau là cái đêm mà thứ hai, nó tên thứ hai cho dễ hiểu đi, đêm thứ hai chú mới về căn nhà đó, thì chú không thấy cái hiện tượng gì hết, thì chú đi ngủ. Nhưng mà sáng ra mở cửa thì một chuyện rất là kỳ mấy bạn. Đằng trước nhà chú có một bịch chè, giống như chè trôi nước, rồi chè bà ba, một bịch chè. Kế bên nữa là một miếng heo quay và hai cái trứng hột gà. Mà không những là chú mà những hộ ở trên tầng 7 đều có. Và theo như chú biết thì là tầng 6 cũng có và tầng 8 cũng có. Thì chú mới thấy là chú tức, chú mới nói là chú đem cái đó vô trong nhà. Chú mới nói vợ chú là con người sống mà sao không có lòng, muốn tặng mà sao không bấm chuông gõ cửa. Thì vợ chú mới nói là thôi anh ơi, mình ở đây thì anh cũng khó tính quá, người ta lên bấm chuông gõ cửa thì anh không nhận. Nói không, chờ sớm với nhau thôi, cũng vì chén cơm manh áo, người ta đâu có biết là người ta mua cái nhà là để làm văn phòng ảnh hưởng đến anh. Bây giờ người ta tặng anh, tao bấm chuông gõ cửa anh không chịu, thì bây giờ người ta lên người ta để trước cửa coi như tấm lòng. Thì chú mới nói là tặng biết bao nhiêu giờ không tặng. Tự nhiên canh lúc ta ngủ chắc 1-2 giờ sáng đem lên nó để quá. Thì lúc này chú lại xuống chú báo quản lý. Thì quản lý lại nói một câu rằng là hôm qua có đi tuần, nhưng không có thấy một người nào đem bịch chè hay quay đi tặng ở 3 tầng này. Thì chú lại bực. Mà không những chú bực mà những người ở trên cái tầng 7 của chú đều bực. Tại vì họ có nhận được cái món đó vào buổi sáng, họ mang vô, nhưng mà đa số là những người này họ không ăn, hầu như là không ăn luôn. Còn tầng 6 hay là tầng 8 thì chú không biết, nhưng mà không ăn. Thì mọi người lo làm việc hết, chiều về nghe một cái mùi thúi khủng khiếp. Thì mở ra đó, cái chè đó nó như nước cống vậy đó. Còn thịt heo á, đâu phải là thịt heo quay như hồi sáng họ thấy, mà là thịt heo sống, nhưng mà đã bị giống như là bị rã ra rồi, lên móc xanh rồi. Còn hai cái trứng á, thì hoàn toàn không thấy nữa, chỉ còn vỏ thôi. Thì chú mới thấy thúi quá, chịu không nổi thúi quá, mới bỏ vô cái bọc rác đó, xiết lại mới đem ra ngoài cái chỗ bỏ rác chung của cái tầng đó. Thì chú thấy những hộ khác cũng đi bỏ y chang vậy, thì mới bàn tán với nhau. Thì người ta mới nói là hên quá, không ăn mà sao chè cũng để tủ lạnh thôi, thịt heo rồi cũng để vậy mà sao chiều nó thiêu ghê dữ vậy. Mà tôi nhớ rõ ràng thịt heo quay, mà sao chiều thành là thịt heo sống. Thì lúc này đó là có người bán tín bán nghi, nhưng mà không nghi đến ma, nghi rằng là có người thông đồng với ban bảo vệ vô trong nhà mình phá. Tại vì họ đã bị bức xúc cái chuyện mà họ bị dời lên trên tầng 7 rồi, họ bức xúc, họ mới gửi đơn kiện. Cái ban quản lý này thì ban quản lý họ mới ra họ giải thích, họ mới nói rằng là tụi tôi không có như vậy, không có phá, là nếu như cần thì hãy gọi cho cơ quan chức năng vô để lấy vân tay điều tra như thế nào đó. Chứ không ai mà tự nhiên một cái tòa chung cư như vậy mà tự nhiên đi phá cái chuyện như con nít á, để làm cái gì? Để làm cái gì? Thì những người này họ về họ suy nghĩ, và chú về chú suy nghĩ thấy cũng đúng. Một cái chung cư cao cấp mà không lẽ bây giờ tự nhiên lại như vậy. Thì chú lại bỏ qua cái chuyện đó, nhưng mà chú mới bàn với vợ. Chú nói thôi, bây giờ cái nơi ở là nơi rất là quan trọng, thà bây giờ mình bán đi, mình mua một căn nhà ngoài phố để mình ở, mình không ở đây nữa. Ở đây mà bây giờ đủ chuyện hết sao mà ở. Thì chú mới giờ nhờ qua một công ty dịch vụ để mà mua bán, để bán nhà giùm chú. Thì chỉ dọn dẹn trong vòng 3 ngày thôi là có một cái bà Hàn Quốc, bà mới lên coi nhà. Thì chú với vợ của chú đợi.
Thì bà lên bà coi nhà, bà coi qua phòng ngủ, bà nhìn bà ưng ý vô cùng. Bà ưng ý này kia, bà ok lắm. Đến cái chỗ toilet bà mở vô thì bà bỗng nhiên bà đóng cửa toilet rầm lại. Bà quay qua bà cười, bà xin lỗi. Bà xin lỗi cô chú. Thì cô chú mới thắc mắc là ủa sao tự nhiên nhìn toilet lại xin lỗi. Thì cô chú lúc đó không có hiểu, cô chú tưởng là cái văn hóa của người Hàn Quốc á, là khi mà nhìn vô toilet của người ta là sẽ như thế nào đó thì họ mới xin lỗi. Thì cô chú cũng không có nói gì đó. Nhưng mà khi mà bà Hàn Quốc bà về đó, thì cái người mà môi giới á, họ mới nói là ủa sao chú để cho con chú ngồi trong toilet, đi toilet mà chú không đóng cửa lại để ba mở vô kỳ quá. Thì chú mới đứng hình mà chú hết hồn nữa, tại nhà có hai vợ chồng à, cái đứa con trong toilet là ai, làm gì có. Hai chồng ở nhà từ sáng giờ đợi bà đó tới coi nhà, mà mở toilet ra thấy có người ngồi chồng, là đêm hôm đó hai vợ chồng không dám ngủ, quá sợ rồi. Tại lúc này mới phát hiện ra, mới tổng kết lại toàn bộ sự việc, mới phát hiện ra đó là ma, là nơi đây có người âm. Thì chúng đi hỏi những căn hộ xung quanh á, thì họ cũng đều có những chuyện lạ. Ví dụ như có hộ á, tối ngủ á, cái mền á bị kéo ra khỏi giường, hoặc là có hộ á, sáng ra thấy cái bếp mình bị xáo trộn, là đủ thứ chuyện trong đó hết. Thì chú mới sợ quá, chú mới nói với vợ là thôi bây giờ chính mắt em cũng thấy, anh cũng thấy, thôi giờ bán rẻ đi em, mình bán rẻ đi, mình dọn đi ra khỏi nơi này liền, chứ ở đây không có được. Thì chú với vợ của chú đóng cửa này lại luôn, và qua nhà người em ở nhờ. Khi nào bán có người lên coi, chú lên chú cho coi nhà thôi, chứ chú không có dám ở đó nữa. Thì một cái buổi đó, chú cho người ta lên coi nhà, chú phải tới, chú mới chạy xe qua bên đó. Thì khi chạy xe qua bên đó đó, thì chú thấy cái thằng cha làm kim hoàng, làm vàng đó, ở trên cái tầng của chú, mà đang đứng ngay trước cửa nhà chú. Thì chú mới nạt, chú nói mày định làm cái gì nhà tao hả, nhà tao bán rồi mày vừa lòng mày chưa, mày làm gì đứng đó. Thì cái ông kim hoàng này ông quay qua ông cười, ông cười, ông gật đầu, ông cười xong đi. Xong ông bỏ ông đi, ông đi thì chú vô chú mở cửa, thì chú mới ngồi chú đợi khách lên coi nhà. Thì cái người khách đó khi mà lên coi nhà đó là chịu liền, là chịu liền rồi chồng tiền làm mua nhà trong ngày hôm đó luôn. Thì chú mới đi xuống cái ban quản lý đó, là chú mới chửi, chú chửi là chửi lần cuối đó, là chú đi ra khỏi đó luôn. Thì chứ nói chung là tính của chú này nó nóng tính, thì chú muốn là cho lại gan á, mà như là nhiều lần cầm len quá rồi mà bên chung cư không giải quyết cho mình, nên xuống dằn mặt ý đó. Giờ tôi mua nhà mới đó, tại tụi bay tao không thèm mua nữa. Rồi sẽ có nhiều người người ta cũng giống như vậy đó. Thì xuống chú mới nói là người á, với con người sống với nhau mua bán á, phải biết coi trọng cư dân trong chung cư, chứ không phải là như vậy. Ha, tự nhiên cái thằng làm kim hoàng á, nó lên đứng trước nhà tôi á, họ nó lỡ nó đốt nhà hay nó xì khí ga gì ai biết. Mà bảo vệ ban quản lý không bao giờ thấy để mà bắt giữ những trường hợp giống như vậy, ảnh hưởng đến cư dân ở đó. Thì cái người ban quản lý mới nói là chú ơi, chú ăn nói phải đàng hoàng, chú ăn nói phải có trước có sau. Người ta chết rồi làm sao người ta đứng trước nhà chú được. Thì chú tá quả tâm tinh, họ chết là chết làm sao. Thì bên quản lý mới nói là cái người làm thợ kim hoàng mà chú cãi lộn mấy bữa trước đó, mấy cái kỳ mà chú dọn vô đó, là ổng bị đụng xe ổng chết rồi. Hiện tại cái nhà đó đã được trao lại cho người thân của ổng, và đồ đạc kim hoàng của ổng đã được mang ra ngoài từ lâu rồi chú. Tại chú không ở đây chú không biết, bởi chú đừng có vu oan cho người chết. Làm sao mà chú thấy được ổng đứng trước cửa nhà chú. Thì nói đến đây là chú cứng họng mà, bắt buộc phải cứng họng thôi, chứ người ta chết rồi mà mình nói mình thấy người ta sao được. Mà bây giờ nói ai tin, không lẽ nói có ma. Bây giờ chú nói có ma nữa thì ban quản lý nó nói là chú xạo để mà vu oan cho người khác. Thì trước cái sự việc đó thì chú ấm ức đến giờ này, mặc dù chú đã có cuộc sống khác rồi, nhà cửa này nọ, nhưng mà khi chú nghe có một cái người kể về chung cư TK đó là Tân á, thì chú mới vô chú nghe. Chú thấy những cái sự kiện đó là có thật, thì chú mới kể câu chuyện của chú cho Tân. Là những cái chuỗi sự kiện mà làm cho chú cảm thấy rùng rợn.
Sau đó thì chú không gặp lại bất cứ một cái người nào hàng xóm đã từng ở đó cho đến bây giờ. Cho nên là chú muốn kể câu chuyện của chú đã từng chứng kiến ở đó. Cái người đàn bà nấu ăn đêm đó là ai? Người nào đã tặng những cái bịch chè? Và chưa kể là cái ông mà làm vàng á, đứng trước cửa nhà chú, chắc chắn là một hồn ma. Rồi cái đứa con mà bà Hàn Quốc thấy ở trong nhà đó lại là ai? Quá nhiều những sự kiện xảy ra ở trong cái nơi chú ở. Cho nên chú muốn kể lại cho Tân và Tân kể cho các bạn nghe. Cái chủ sự kiện về chung cư TK này Tân nghĩ rằng là rất là nhiều. Tại vì rất là nhiều người ta ở đó và người ta bắt đầu người ta gửi chuyện người ta về. Và Tân sẽ cố gắng kể hết cho các bạn nghe. À, các bạn nghĩ sao về câu chuyện ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn với câu chuyện ma của 5 giờ chiều mai. Bye bye.